sound. Chuẩn bị đến lúc 8 giờ, sắp tới là 6 giờ hay là Pro Top trận đấu BBB. BBB thì là một mắt đấu khá là hay, sẽ trận BBB rồi coi. Tức là trong 3 trận đấu cùng Ray thì TVT có trái nhất, còn lại là BBB với VZ đều hay, nhưng mà cách chơi bên Pro Tot thì nó có nhiều chiến thuật hơn là dẹp. Dẹp thì đa số là cạc chó với nhau rồi. Pro Tot thì nhiều chiến thuật. TV xây thẳng nhà ngay ba lần ngay đường lên. Pro Tot vừa tầm quan sát vừa có sai mà bắn. Bắt đầu cho ra mỏ của mình.